Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Chúng ta sẽ tiếp tục với nhiệm vụ lần trước và chúng ta sẽ cố gắng đi ra khỏi cái chỗ này ra. Đây các bạn đi đúng hướng chưa ta? Đúng rồi, trong đây đúng rồi nè. Lần trước chúng ta thoát được cái chỗ cái ông này vì ổng hình như ổng đang tính đi đâu á và ổng không có ngó ngàng gì tới mình. Cho nên mình có thể sử dụng cái nói chung đơn giản là cái cách của thằng này nó là cái từ chuyện này nó chỉ phát hiện khi nào bạn tim đang đập và thật sự là đang vật thể sống á thì nó mới tính và nó mới bắt bạn thôi. Còn khi mà bạn đã xong thằng kia nó mới làm một nó kêu cái AI của nó là làm một cái chức năng kỳ, tại vì thằng cái Sam là cái AI của thằng này nó dính liền vào người thằng này luôn thì nó mới là kiểu như là làm cho mất nhịp tim của thằng này, tức là thằng này gì kiểu như phải chết á, kiểu như là không tim không đập nữa, sẽ làm cho tim không đập trong chừng vài giây xong rồi sẽ cho thằng này lên lại sống lại bình thường. Thì vừa đập cái là cái kia cái từ trường nó tháo ra liền, tại vì nó nghĩ cái thằng này nó chết rồi cho nên nó sẽ không để lâu nữa. Cho nên chúng ta mới thoát ra được khỏi chỗ này, chỉ cần bật tắt cái hai người kia ra đâu thôi. Khá là đơn giản. Mà mình sợ là mình đi mấy cái chỗ này gặp mấy ông như hồi nãy thôi. Mình thì cá nhân mình không thích chơi mấy cái trò mà kiểu như ngoài không gian như thế này mà gặp mấy người ngoài hành tinh đó. Mình hồi đó mình chơi như cái trò như Halo mình cũng khá là sợ. Có cái cảm giác sợ cho nên mình thường mình chơi miễn là sao đừng phải. Cái đó cũng là cái kiểu như cái cảm giác cá nhân thôi. Is that a Krogan? It was. Could be one of Drak's missing scouts. The DNA is Krogan, but drastically altered. It's clear the Kett are closing in on successfully exalting the species. I'm beginning to hate these guys. Chúng ta có đạn, có không biết có máu không nữa. Ok, mình nghĩ là chắc phải bắn nhau rồi, mấy chỗ này chúng ta cover rồi. Nhưng mà chúng ta đang cần máu cái nhẹ, búp nhẹ máu rồi chúng ta sẽ đánh cho dễ. We're looking for Ram Remnant. Ở đây thùng đạn khá là nhiều, mình nghĩ chuẩn bị quá lộn đây nè. Có máu dưới này. Để khi nào lát chừng nào mình hết máu, hết nhiều thì không lấy. Để lấy giờ hơi nó hơi phí ha. Find the relic. The Archon will be pissed if we pull this off. Remnant relic đây. Pathfinder, this is the relic the Moshai described. It does seem to be a map. Chart we uncovered in the vault on Eos. So that's it's Meridian. Coordinates secured, Pathfinder. So that's what you're after. There's more to Meridian than you know. Changing the weather is a fraction of its power, and I will not allow you to defile it. I'm better equipped to handle it than you. Why? Is your artificial intelligence in your head explaining it? I've seen what transpired in the laboratory,
And now I know what makes you special. Meridian is mine. I've tolerated you long enough. Once your vessels are destroyed, you'll be stranded here. Captain, fire the EMP! Done. Can't be good. Holy shit, man. Có boss rồi, boss. Hèn chi nó cho mình quá dài đạn, cái khu này mình cũng nghi nghi rồi, mấy chỗ nào tự nhiên có đạn thấy nghi nghi. Sao châu bò vậy? Nó cũng mình nghĩ cũng châu lắm. Nếu mà chú spray đạn cho người nó liên tục như thế này. Thôi đợi em đùa đấy, em đùa đấy. Này tao là gì, Behemoth hả? Những cái con mà bự bự trong có nhiều cái ống trong Horizon Zero Dawn á, cũng tên là Behemoth, con nó cũng khó là khó đánh. Người điểm yếu nó là có cái ống đó. Ủa nó đâu rồi? Nhưng mà không sao, chúng ta có thằng vừa mới nó xuất hiện thêm thằng nữa. Có một bầy luôn. Chúng ta phải hồi siêu cái này. Ôi, nó dí nhanh vậy. Giam sát liền. Đừng có dí tao nữa coi. Đi ra chỗ khác rồi để tao còn hồi siêu lại nữa. Đúng rồi em. Ơi, cái đồng đội mà phải không? Cái thằng này cũng không khó đánh cho lắm mà. Nên còn nhây nhây với nó là tí là xong. Có thằng kia đi theo hoài luôn, bở đích. Thanh niên bở đích. Giang sát. Mỗi lần mình trưởng cái đó mà dính con nào nhìn nó hài hài dễ sợ luôn. Đây, có đạn dường lại đây. Mỗi lần lấy cho tôi mất hết 2 thanh. Với lại nếu mà mình mua mình coi cái thanh mà màu kiểu như có cái sấm sét á, tức là nó vòng hồ được cái skill là một cho mình, skill bắn đạn nam cao á, thì nó sẽ hồ được cho mình. Cho nên mà mỗi lần mình xài hết 2 cái á, là nó kêu là no power cell. Wow. Mấy đứa tránh ra đánh mà cứ bu vô một chỗ lắm như thế nào đó. Cứ bu vô một chỗ, mỗi lần phóng ra bên ngoài nó lại ghét như mình chơi mấy game bắn súng hay gì á. Mà đồng đội nó cứ cản đường, nó khó bắn vô cờ lợ luôn. Việc nếu mà mày không bắn thì mày nói tiếng đi, để người ta biết người ta đánh. Còn chứ cái đứng ở đó là làm sao mà biết được. Con này bị cái đó chầu máu thôi, chứ nó ghê. Nó trâu rồi, còn cái vấn đề là chúng ta phải hết đạn trước khi mà chúng ta giết được nó. Mình spray bừa khá là nhiều. Nó đừng gọi đàn em vô nữa chứ. Hay hả? Hay lắm. Wow. Niên lẹ vãi. Wow. Hết đạn rồi, vui. Trời, nó dịm hụt. Để lấy đạn lại cái. Rồi này hết đạn rồi.
hết sạch luôn. Chết đi em, chết đi. Còn mập này nữa. Một phát bật ngửa nó còn hồ máu nữa chứ. Kinh dị hợm. Bắn nó gần chết hồ máu, hay lắm. Mày muốn có lộn tay đâu thì tao đánh chúng mày. Ê, nè, nó cứ thay đổi vị trí hoài luôn. Mình có nâng cấp cái mà skill của mình á, là nó sẽ hất đối phương ra được. Nếu mà đối phương đứng gần thì đó 100% là hất được. Tỷ lệ hất á. Ok, chúng ta có đồ lại rồi. Chết mày với tao. Chết mày với tao. Té sắp mặt lờ luôn. Chưa phải ra khỏi chỗ này sớm á. Càng sớm càng tốt. Pathfinder, a moment. I'm picking up Krogan life signs on board the ship. Several captives are being held not far from your location. They are scheduled for exaltation. Could be the rest of Drak's missing scouts. Sam, do we have time to get there before the Ket restore power? If you act quickly. Ryder, it's Reika. I'm pinned down. Don't think I'm gonna make it. Where are you? Near holding cells where they're keeping several of my people. They're still alive. I ordered Captain Hager back to the Ark. You should be with him. I couldn't leave my people. I had to try. And now, I think it's over. From one Pathfinder to another, farewell. Reika out. Damn it! There isn't time to save both. Once the Ket restore power, you'll be trapped. This is our only chance to save Drak scouts. They'll be turned into more of those monsters. Reload. We've got to save those Krogan from exaltation. Chọn là mình cứu mấy con của Krogan này đây. Và để cho nó khỏi bị biến hình như thành mấy cái kia nữa. Mình chứa viên hơi cho nó ra khỏi cái chỗ này nè. Chúng ta vẫn đang đợi nó nói chuyện cho xong thôi nè. Let's go. Đi em ơi. Văn sát. Wow. Bắt đầu đông rồi đó. Cái súng này nạp đạn lâu phết đấy chứ. Mình được cái đam thì cao, bắn thì đã thiệt đó, nhưng mà nó cái này với cái độ chính xác nó ít thấp hết ta. Those Ket guns won't stay offline forever. Dính là đó, giống như chậu chậu với bóng rổ vậy ha. Nhìn đã phết. Ê, má bóng nhằn. Stay down man, stay down. Gục hết. Ủa sao đông quá vậy? Dằn xác chết liền. Hết đạn như trường bị ghê chứ. Dằn liền, dằn là chết luôn. Ủa gì bắn gì ghê vậy? Đấy, nhưng mà được cái mình hồi nhanh lắm. Cho nên thoải mái đi mấy bé. Ê, chết cha cũng nhầm. Ê, hết đạn rồi. Cái skill kia của mình đó là mình còn cầm đối phương lên chọi được nữa.
Này, này thì bắn nè. Sao đông quá. Ý, tôi nhớ tôi chọn mày ra ngoài mà. Má, hụt một cái cú này chứ. Mày biết cái đó mắc tiền đúng không? Mỗi lần có hai quả thôi đó. Sao chạy lại cứu nó đi không? Một phát là tỉnh ngủ luôn. Nhưng chúng tôi vẫn phải giữ khoảng cách với thằng này đấy. Ê, wow. Hết hồn. Sao thằng này ở đâu cũng có mặt hết đi. Đó, đúng rồi, mày nữa. Một phát luôn. Quá đẹp. Nó tự hồi vô con nhỏ kia luôn. Đâu đồng đội nó phải thông minh hơn tí. Là mấy cái này nó nên chạy tự chạy lại nó cứu đồng đội luôn đi. Tại vì nhiều lúc mình không có rảnh tay mà mình đi cứu gì hoài được. Ây chết bà, quen có quen nút bấm nhầm rồi đó. Văn sát luôn, ôi. Ui đi, chạy qua đây cái nè. Rác con chỗ đó. Thấp quá. Chỗ nó không có gì hết. Hình như nó hồi siêu cho mình nếu mà mình bật skill ấy. Skill kia nó hồi siêu cho chúng ta luôn. Trưởng phát văng hết đi. À, cái skill đó ngon ha. Lúc đầu mình khá là ít xài skill đó, nhưng mà giờ mình thấy skill đó trong nhiều trường hợp các bạn phóng tới quàng trưởng nó xuống lại thì nó ngon lắm. Lại nữa hả? Thêm một thanh niên vòng tròn nữa hả? Mình ghét chú ghét cái này luôn á. Cái kia nó 400 đam luôn á. Rồi còn mỗi thằng này thôi. Ô, cái quần dính được hay vậy? Mình đi có đâu cần phải giết thằng đó đâu. Rồi giờ tao phải giết nó thì thôi. Ừ chắc rồi đó. Tại cái kia này nó không mở ra rồi đó. Bắn đi anh em, bắn đi, bắn nhiệt tình vô. Má, gần chết rồi con ạ. Gần chết rồi con ạ. Này thì bật siêu vô, cố vô. Má, chú ghét bả siêu này luôn á. À, nó nhây lắm luôn. Ồ, cái súng shotgun. Ồ, mà shotgun ngon vậy. Có đạn ở đây nè. Can you run? Pathfinder, the cats are close to restoring the ship's power. Tempest, we're going topside. Track for extraction. Understood. Reika, are you still there?
I'm sorry. The team is on its way. They'll escort the Ark to the Nexus. I'm sure they'll be happy to see you, Captain Hager. It's a day I wasn't certain would ever come. Now that it has, what will you do? Technically, I'm next in line to be our Pathfinder, though I never started the training. Reiko will be difficult to replace. I won't lie. When my father died, stepping up was overwhelming. There's a lot to learn. Though it seems your crew helped... Absolutely. Just get yourself a half-ton Krogan and all your problems are solved. What matters most is that the Salarian people are no longer at the mercy of the Ket. For this, we are eternally grateful. Just make sure my scouts make it safely to Nexus. Of course. Be well, Ryder. I heard all about the mission. Must have been a tough call leaving Reika behind, but I'm glad you did. My scouts are alive because of it. Yeah, but the Salarians we left behind. Focus on what went right. You kicked the Archon's tail today. You took the Ark right out from under him and got Meridian's location. So, enjoy this one. Your father would have been proud. It's been tough, trying to fill his shoes. I hope I'm finally starting to earn it. Though slapping the Archon in the face like this will only make him more dangerous. Or perhaps reckless. Your father liked putting others off balance. He said the worthy would rise above it and learn to face adversity ably. And the unworthy? Would crumble. I'll leave you to your thoughts. With reference, Archon, this fascination with Meridian cannot continue. It's the key to our future, Primus. The human knows nothing of its true power. Even we don't fully understand it. Our orders are to exalt this cluster, not study the remnant. Questions are being asked about your judgment. Questions that come from the highest levels. The answers will be clear soon enough. With Meridian, we can transform every world in this cluster to a wasteland. Either the subjects submit to exaltation, or we will use it to annihilate them. This Pathfinder has opened the door. Now we must be the first to cross the threshold. We must seize Meridian before it does. Like all lesser creatures, it mistakes a battle for the war. It doesn't know its weakness. Or its potential. The Archon saw my memory flashes? He got that from my implant? His device went deep. Our connections were wide open when Sam... killed you. We hit him once.
we focus on doing it again. We have to rally the Nexus and move on Meridian. I would like to welcome our Solarian pilgrims to the Nexus. You have had a long journey, but we're thrilled that Art Parchero has finally arrived. We ask for patience as we find homes for everyone. To those who doubted the future, the proof stands before you. The Solarians live, and so does their dream. I can't believe you said that. What? Ah, there's the hero who made it possible, Pathfinder Rider. Do you have any words for us? Should I apply for an outpost? Like Director Tan said, the dream lives. If we all pull together, this can work. Exactly what I would have said. In fact, I think I did. We all owe Ryder a debt of gratitude. In the meantime, please enjoy whatever comforts the Nexus can offer a weary traveler. Excuse me. You're the one who saved us. I am? Thank you. I don't know what else to say. I'd be dead if it weren't for you. We all would. Now we have a future. A bright future. You've been through a tough time, but it gets better. There's plenty of good in Helios. I can't wait to find it. Hello again. They're waiting for you. Careful. Ryder made a sentimental choice saving those Krogan. He looked at them and thought of you. Ryder's his own person. Just admit, you don't like Krogan. The Pathfinder. Ryder, we were just discussing your encounter with the Archon. There was no time to save both. I had to make a decision. Such is the burden of leadership. Nevertheless, it is good to see Art Parchero reunited with the Nexus. Yet I have to question what we've gained, provoking the Archon like this. He had a map showing the location of Meridian. Now we have it, and a short window to get there. It's the control center for the terraforming network. If we get that working, all our problems are solved. Based on what data? This is all alien science. The vault on Aya suggests that Meridian is the key. While I appreciate what you've done for our strike teams, we're not equipped for a war with the Ket. They'll be defending Meridian with everything they've got. This is how we beat them. The Archon doesn't know how to bring Meridian online. He can't control the technology. I can. Vaults, maybe. We don't know if Meridian works the same way. And attacking the Ket, only to find out you're wrong? Then there's this Sam of yours. We took a chance letting AI get involved. Frankly, I'm uncomfortable with just how involved it's become. I can't support your plan, Ryder. Then I will. Ryder deserves a chance to try. I applaud the gesture, but you answer to me. I hope you understand. We hear you loud and clear. Good. That will be all. Why am I surprised? I don't exactly have a plan B. There may be a way. Pathfinder, apologies. There was an urgent message for you. They said your sister is awake. What? Go. We'll talk later. In the tech lab. Sarah. What's wrong? We could have talked earlier. They found a way to link to my implant, but you never came by. I'm sure he was just busy. Too busy to tell me our dad was dead?
Too busy to make sure your sister was okay? Sarah. I am so sorry. I didn't want to hurt you. I don't know what else to say. That's a first. My dumb little brother with nothing to flap his lips about. Because my big sister used all the oxygen yelling at me. That's what family's for. It's down to us. First mom, then dad. We'll get through it. We always have. They said you're the Pathfinder? Dad's idea. From the sounds of it, you're going to need all the help you can get. Careful. No way are you fit for duty, miss. That stubborn skull of yours needs a chance to heal. Says who? The Pathfinder, that's who. Time to rest up. That's an order, Specialist Ryder. Yes, sir. Pathfinder, sir. Who are we kidding? I saw you eat your own boogers when you were six. If you two want to catch up some more, that's fine, but no getting out of bed. Cái nhỏ này làm mình nhớ tới chị mình. Thì bây giờ mình cũng đã rõ là chúng ta biết là nhỏ này là chị của chúng ta, chứ không phải là em của chúng ta. Tại nó nói là Big Sister. Big Sister là chị với là em. Tại cái nói sister không thì chị có thể là biết là chị hoặc là em gái cũng có thể. Thì chúng ta đã biết chị thì một điều thú vị nữa là cái điều này là mình nhớ tới chị của mình. Mình có một người chị nữa. Năm nay cũng khá là lớn tuổi rồi thì mình tên Nghĩa nhưng mà mình lại có một người chị tên Trang. Chị mình là tên Trang, chị ruột luôn á. Chị mình tên Trang. Sau nhiều lúc mình cũng tự hỏi là ô mẹ đặt tên có bao giờ mẹ nghĩ lại không? Nghĩa Trang. Cho nên cái tên nó cũng thú vị. Còn hai này là hai anh em song sinh rồi. Nhỏ kia là chị, thằng này là em. Giờ mình mới biết chứ, mình cứ tưởng thằng này anh. Nói gì nói cho bạn đừng có chầu on, đừng có nói mình cái vụ Nghĩa Trang nha. Nghe nó cũng buồn cười lắm luôn. Thì lâu rồi mình cũng chưa gặp chị mình nữa. Thì khoảng thời gian mấy năm khoảng mấy năm gì trước thì chị mình đi nước ngoài định cư luôn. Thì mẹ mình cũng qua đó luôn. Khoảng được hơn 2-3 năm nay rồi mẹ mình qua sau. Thì qua đó để làm giấy tờ cho mình đi Mỹ, đi nước ngoài. Thì cái thời gian thì tới khoảng thời điểm bây giờ thì cũng gần có giấy tờ. Khoảng tầm tháng 5 hoặc tháng 6 là mình chắc chắn là có thể là mình đi Mỹ rồi. Thì tới lúc đó sẽ có một chút thay đổi về channel của mình hoặc là một số dự định ban đầu và cái cách vận hành nó như thế nào mình sẽ nói với bạn về trên Facebook hoặc là gì đó nếu mà mình sẽ có thông báo nhỏ cho bạn coi. Ryder, good to see you. We've been working with the Nexus scientists on the problem of getting to Meridian. We think we have the answer. I'm listening. It's plans for new technology we've designated Ghost Storm. As you approach Meridian, our own ships can broadcast fake returns for the Tempest. The Ket won't know which one is genuine. It will confuse their sensors and draw their ships off. It could buy you some time. I can work with that, just enough to give us an advantage. The rest is on you. I can handle it, though it means going against the initiative. We're alone here. You didn't hear that. Hear what? We've been collating gamma charts all day. I'm learning Pathfinders often are alone. Part of the job. Let's get to it then. The Archon isn't sitting on his hands. You'll need to research the Ghost Storm technology first. Then we'll meet you at Meridian. Good luck. Said he wanted to see you. Friend or foe?
controls on a Tempest. You have AVP outstanding, Pathfinder. Chúng ta sẽ thêm cái công nghệ này vô chứ cái này. Gather the crew in a Tempest meeting room to prepare for the mission. Chúng ta sẽ vô nói chuyện để chuẩn bị cho cái nhiệm vụ. The Nexus leaders think our search for Meridian is a waste of time, but we know they're wrong. Turning on vaults won't be enough without the heart of the system. Just to clarify, you're defying a direct order? No, not me. We. We are going to defy them. Ha ha! That's the spirit. And the kit? That's where the Ghost Storm technology comes in. Isn't that right, Hager? Exactly. Our forged signals should divert some cat from you. It won't be all of them, but it'll be enough. The Tempest is small and fast. I don't need a big window. We'll drop you off and make our exit before the cat catch on. Once we're on Meridian, it'll be a small team. Move fast, figure out its secrets. Right behind enemy lines. Good time to assess their numbers, defenses. And when you're ready, we'll extract you the same way we got you in. If we come back with actuals on Meridian, the Nexus will sit up. Sounds like a solid plan, team. Hager, you ready? Good to go on your word, Pathfinder. All right, guys, this is it. Let's get moving. Initiating Ghost Storm on my mark. 3, 2, go. Enemy signature detected. Commence pursuit. Hager, it's working. Reading a bunch of Ket headed our way, pulling back. It's all on you now, Tempest. We should get them as close as possible to here. Intense readings could be some kind of control center. No decent landing sites. This could get messy. How messy? Ryder, looks like a flyby is our only option. I'll get as low as possible, but you'll have to eject over the target area. This is our one shot. We have to take the risk. You've fallen out of things before, right? Just don't scream too loud on the way down. It's embarrassing. All right, you know the drill. What's your rate of descent? Shield should take care of the rest. So far, so good. The cat haven't detected us. But once we go in, we'll be clear as day to any troops on the ground. Don't worry about us. Just make sure you and the Tempest get out safe. Loud and clear. Chúng ta phải đi khảo sát cái khu vực mà chúng ta hạ xuống nè. Vừa mới rớt xuống. Chúng ta nhìn chỗ này ghê phết đi được. Everything is intact, I think. We'll need to survey the area. Great. Làm sao qua được kia đây. Drop us over there. Chúng ta phải scan rồi, hiểu rồi. Phải scan tầm lum la nữa. Có một cái đường ống dẫn ở đây. Tức là nếu mà nó thông ra đây thì nó sẽ có cái console, đúng rồi. Đoán đúng như chốc luôn là nó sẽ mở cái này cho chúng ta đi nè. Như đi tới đâu mở tới đó là sao? Ừ đúng rồi, sao nó mở một lần luôn ha. Mở này nhìn đi ghê thấy bạ luôn. Vì cái nó mở cũng khá là nhanh. Ok, qua tới đây rồi. Chúng ta vẫn chưa thấy gì hết.
chưa có gì lạ cho lắm. Pathfinder, we are looking at the central command hub I detected earlier. As with the monoliths and vaults, the hub is connected to the two neighboring towers. So activating the towers will also activate the command hub. Screw recon. Let's just activate Meridian. And the Ket? Activating a vault has previously activated a purification field. Perhaps Meridian is similar. Let's head to those towers and see what we can find. Pathfinder, interfacing with that console has activated a gravity well. Để vô cái tòa tháp đó. Chết rồi vậy, chúng ta phải xuống thôi. 1, 2, 3 bay xuống tiếp. Ồ, ta nhìn hướng này được luôn. Ok, chưa vô hết địch rồi. Có địch, có địch, có địch, có địch. Nó biết là mình dùng mồi nhử luôn. Nhưng mà bây giờ tụi nó biết. Nhưng mà cái game này nó không có stealth ha. Làm cho mấy cái việc mà nãy giờ mình làm nó cũng không có hợp lý vậy lắm. Nếu như cho mình stealth rồi mình vô làm nhiệm vụ xong đi ra rồi nó sẽ hay hơn. Kiểu mình đột nhập vô nó cũng đâu có stealth đâu. Ây, chết rồi, quen tai vậy. Cứ quen tai hoài luôn á. Bắn có hai con thấy mệt nghỉ ha. Remnant. Giờ mình xài toàn biotic không à. Cái gì? Nó điện giật biết ghê chứ. Cái giật cái mình bay sạch siêu luôn. Ghê thì mình không ngờ nó điện giật luôn. Đúng là độ này quái quỷ thì có khác. Chúng ta cần đạn rồi. Khu này quánh xong là có nè. Ê, sao mình cứ quen tay hoài. Đây là phải phóng charger lại gần á, rồi chúng ta mới kích hoạt cái đó. Đây nó đập xuống rồi. Hình như nó hồi cái siêu luôn á. Ô, hết đạn rồi, hết đạn rồi. Cái thùng đạn nó đâu đây thôi. Gì đây, có gì đây? Shield để lấy hết luôn. Thì mình có cái đồ chỗ chứa cho nên chúng ta không thể lấy hết được. Tại vì không đủ chỗ, như vậy sẽ không đủ chỗ cho chúng ta. Khoát cái đầu. Cây này nạp đạn lâu quá. Cái này bị cái hết đạn nhưng mà chúng ta vẫn đây. Scourge energy. Cái sợi dây túm lên đây ghê vậy. Một cái này dẫn nó túm đằng kia, để mình lên đây mình check thử coi. Cái đường dẫn nó dẫn ở đâu ta? Nó dẫn ra ngay chỗ này nè, cái bản mạch ở đây. Coi, it's a forest in here. How are they able to grow here? Nó dừng ở đây vậy ta. Ủa, nó xuyên qua kia luôn mới ghê chứ. Ủa, tức là nó vẫn còn ở đâu đó. Ôi. Nó bay sạch siêu luôn. Hostile shuttle incoming.
Ô, nó hạ lính xuống tiếp rồi. Để mình coi cái map nè. Tức là nó lầu 3 nè. Có một cái ngay đây. Đúng không? Một cái ngay đây. Một cái ngay đằng kia. Tức là chúng ta đi hướng này là đúng rồi đó. Nhưng một cái phải đâm thẳng, một cái đâm về phải, một cái đâm về thẳng lên về trái. Ok, let's go, let's go. Đằng nào cũng phải đánh mà. Đó, quá ảo, quá ảo. Mình vừa mới nhảy qua cái hộp máu hay sao nhưng mà okay, có có cái infusion ammo. Chết liền. Không kịp ngáp luôn, còn một thằng nữa. Người gần tới khúc cái. Cái này con với cái thằng. Đó, lịch sử đẹp luôn. Rồi rồi. Chúng ta đi đúng hướng chưa ta? Đây đây, trước mặt này, trước mặt đây. Này thì bay hả con? Bay hả con? Chết luôn. Thằng kia thì nhớ té xuống dưới chết luôn hay sao? Mấy nào mà rớt xuống dưới là chết luôn á, giống như Chen trò kia. Còn hai bé thôi mà con. Bắn vậy mà không chết mới ghê chứ. Chúng ta gần hết đạn rồi. Chúng ta cần đạn anh em ơi. Anh em ơi, đạn đâu? Ở đây đây, đây đạn đây, đạn đây. I'm surprised the kid haven't taken this place apart trying to discover its secrets. Đây này, cái súng nhắm nó ít nhưng ít khi nào xài quá ha. Nữa hả? Quốc tiếp rồi. That's a lot of firepower. Vậy mà cũng chết được cũng hơi kỳ các bạn. Kẹt kẹt mới ghê chứ. Lâu mấy thằng này quá lộn mà cứ đứng sát sát hoài. Cứ lộn mà đứng chắc xa xa tí. Kia chết gì nắm. Rồi nó tông xuống cái nó nãy nó con kia nó rớt xuống cái gì á, cái bồn điện á, đúng rồi cái bồn điện á, cái nó mất sạch máu luôn. Oh crap, incoming. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Ơi hết đạn rồi mấy bạn ơi, hết đạn rồi, chứ tao không mất máu nhưng tao hết đạn rồi. Má máu vẫn còn nguyên nha, nhưng mà đạn rồi. Vậy là mình có upgrade skill á, là mình bắn được tới 2 nhát. Anh đi chạy đâu? Thanh niên chạy đâu? Chưởng một phát là gục liền. Chết hết rồi, chết hết rồi, chúng ta đi lượm đạn đi. Nó không có cái gì ngon ngon tí ta. Toàn mấy cái gì không vậy? Fusion legs. Có cái chân, không biết ngon mạnh hơn tí nào không nữa. Chúng ta đang rất là cần đạn dược cái kiểu.
Chắc phải có đạn ở đây, đúng rồi, vừa mới nói luôn. Ok, vô. Đi tiếp anh em ơi. Cuộc tiếp đây. Cái chỗ này bắt đầu vui vui rồi đó. Đánh hơi bị đã đó. Discord Archives. Chắc là chứa dữ liệu ở đây nè. Remnant Console. What the hell? Translating. Pattern 1-3. Viability 56.2%. Genetic template transmitted for testing. Were they performing experiments on them? Running an analysis on the glyphs. These bodies are prototypes from genetic blueprints, each more refined than the last. Using Meridian, they designed a species that would live in this cluster. The Angara. There is nothing in the Angaran records that hints at their origin. Where they come from doesn't change who the Angara are now. They're still the same people. So Meridian is not just about terraforming. It's capable of creating life. But why do something like this? I can say nothing about the Remnant Builder's ultimate purpose. But what if the Archon could use their power to destroy life? Look at this tech. The Builders intended Meridian to do great things, to advance science, not be used as a weapon. But the system still has destructive capabilities. We'd better get to those controls. The Archon must know about the Angara. Why else would he hold? Tôi đang thí nghiệm và tôi đã tạo một cái Angara loại mới. Nhưng mà cái này là do tụi nó tạo chứ không phải là do người Angara, nhưng mà dựa trên cái gene có sẵn. Và không biết tại sao tụi này nó làm cái gì, nó chắc là tạo một cái quân đội gì đó để đi xâm chiếm gì. Mà mình không thích điều đó vậy lắm. Mỗi lần mình nhìn thấy cái thằng này nó cứ ủa nó còn thả địch xuống nữa chứ. Ôi mẹ ơi. Tới rồi anh em ơi. Qua đây đứng đi, đừng phóng xa quá. Trời ơi, chúng ta đang đánh rất là cẩn thận luôn á. Má, nó có skill. Cái skill của cái thằng mà có vòng tròn bay vòng vòng á, má nó mỗi lần nó chửi một phát là bạn bay sạch cái máu luôn. Không phải bay sạch cái máu mà bay sạch cái shield á. Chúng ta phải để mình xử hết cái đám lắc nhắc kìa. Wow. Kìa nó phóng vô người mình luôn, ghê vậy. Thế nên kinh dị hợm thiệt chứ. Hình như còn mỗi mình nó à. Hình như tôi còn hai đứa. Chơi đi xử nó ha. Chơi riết cũng phải quen. Bắn đi. Cái này mình khá là ghét cái chỗ nó hồi chậm á. Như là mình bấm đổi xuống cả nửa tiếng sau nó mới đổi. Chán ghê. Bắn cái con này thứ cực hình luôn á. Này. Cái...
Má, ủa sao đổi súng rồi vậy? Má, hết đạn đúng lúc ghê luôn á, trời ơi, sao nó không báo một tiếng. Chán thiệt luôn. Má, cái game. Nó đánh mấy con này đã phiền rồi mà nó còn vậy nữa. Đó, phải vậy. Này thì bay vô cố vô. Đã bay vô còn bật siêu nữa chứ. Ghét mấy thằng này ghê luôn. Đúng là nãy còn một thằng nữa mà không thấy nó đâu á. Nên bu vô mình tập trung mình quánh một thằng. Nó đứng đâu rồi ta? Còn này mình đi hướng nào ta? À đúng rồi, còn một cái bên phải đúng rồi. Chúng ta phải quay về cái hướng hồi nãy. Mình sẽ đi lên đây. What's in it for the Ket if we activate Meridian? The Archon forces have been here. Gotta be getting close. Archon force. Nghe giống như bên Destiny đúng ha. Bên Destiny cũng có một cái nhiệm vụ tên là Archon force. Mình sẽ đi qua kia ta. Watch your step. Cái này cây ghê vậy. Ok, chỗ này chắc bay nhảy không được rồi nè. Cái này là cho cái cầu qua nè. Hết hồn em. Nó dựng cái cầu từ bên kia qua mà nó làm mình hết hồn.